Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân thấy rằng loa phường, loa xã chưa chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình mà lại đang cho thấy vị trí không thể thay thế trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Về các vùng quê, nhất là ở khu vực biên giới của thị xã Kiến Tường, hỏi người dân ở các xóm ấp, hầu hết họ đều nắm biết và hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng chống dịch COVID-19. Theo người dân, thông tin mà họ có được phần lớn tiếp nhận từ hệ thống loa phát thanh. Ngoài hai chương trình phát thanh quen thuộc sáng và chiều, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh thị xã Kiến Tường còn tăng cường thêm hai khung giờ truyền thanh tổng hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào lúc 11 giờ và 15 giờ. Mỗi chương trình tăng cường có thời lượng từ 15 đến 30 phút, cập nhật nhanh chóng và đầy đủ tất cả những chỉ đạo khuyến cáo của Trung ương và địa phương. Ngoài hệ thống loa phát thanh cố định, Trung tâm còn cho xe thông tin lưu động xuống từng địa bàn dân cư xóm ấp để tăng cường tuyên truyền, qua đó giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm bản thân đối với công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hồi đó giờ là phát thanh ngày 2 lần, và bữa nay là tới 4 lần. Chủ yếu là nói dịch bệnh, qua đó là cũng như cho người dân nắm biết đang phòng bệnh cho trong gia đình của mình nữa. Thì từ những thông tin về dịch bệnh và những khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh của cấp trên và những cái văn bản hướng dẫn của cấp trên đến địa phương cũng tuyên truyền đến mọi người dân để biết hiểu về cái và nắm được cách phòng tránh dịch bệnh dịch corona. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh thị xã Kiến Tường luôn đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt từ thị xã đến cơ sở để phục vụ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền được thực hiện với đa dạng thể loại như tin bài ghi nhanh, câu chuyện xóm làng, đảm bảo việc truyền đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, tổ truyền thanh của trung tâm cũng thay phiên trực suốt các ngày nghỉ, đảm bảo xử lý nhanh chóng kịp thời thông tin về diễn biến và công tác phòng chống dịch. Tôi còn phối hợp với trường trung học phổ thông, rồi tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng và các ủy ban nhân các xã phường, chúng tôi hỗ trợ các file âm thanh để các đơn vị tuyên truyền tại chỗ để cho mọi người dân nắm được, hiểu được cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, trung tâm còn chú trọng tuyên truyền trực quan, thiết kế lắp đặt 6 pano, cụm pano và trên 30 băng rôn treo ở các trục đường chính trong nội ô thị xã và các khu dân cư tập trung. Vì thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đã kịp thời định hướng người dân trước những thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, đồng thời góp phần giúp Kiến Tường kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa phương.